cho bà làm gì, chủ nhật mà con canh bà sát nhiếp luôn. Đầu đi theo mọi người, nó canh á, mình đi ra nó đi ra, mình đi vô nó vô, đi theo nó với mình sát từ suốt giờ luôn á, không rời một bước. Sao vậy, đi đường chơi nè, đi cái đường chơi nghe, đi chơi lại bọn nó nghi nghi, nó nghi ngại cái kỹ cho coi đúng là bà nó đi chơi không. Sao mình đi chơi, lấy con dây đi chơi đi, rồi lấy con dây đi chơi đi. Đợi có nhiêu mới thôi, từ sáng trời đợi ổng tin kéo mở ra chứ mà hay đi ngược vô lắm. Ôi thôi trời ơi, lấy dây đi, mà lấy dây đi chơi, lấy được không, được không, mày phụ viên vé ha, đó mày phụ vé đó, kéo vé thì con lấy hỏi đi. Trời ơi sáng giờ ngồi nó canh me á, sáng rồi luôn á. Thôi cái mở tôi liền quá. Nó đợi từ sáng giờ mà, nó biết là chủ nhật mà. Chủ nhật là má mẹ hay cho con chạy con đi vòng vòng chơi không chú ơi. Mới đi chợ thì nó cũng không chở con heo cho con không gió. Cho nên là con ngồi con canh từ sáng tới giờ luôn mà. Nó đi ra, nó đi ra. Mình đứng vô, nó cũng đi vô theo. Thì đi ra vệ sinh đi, đi con. Đi, đi vệ sinh đi rồi lẹ rồi đi chơi. Đi đáy đi. Hồi thế dạ, không bắt đáy hả? Đi đáy đi. Ôi trời 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 trời. Ê ê ê ê ê sao này đó, nó thấy không, nó thấy bà hàng xóm đối diện mọi người nó hay sủa con sắp mệnh bệnh lắm. Con ơi mày chơi. Good girl, bình thường á không vô liền đâu mà nghe đi chơi mọi người, nó nghe đi chơi cái kêu nó chạy vô liền. Đi chơi ha, đi đi chơi đó. Đi chơi con, đi ra cửa. Rồi đi nè, đi đi. Ừ đi mà đi liền luôn á. Rồi rồi rồi. Con lá thì đang sang. Thế này, thế này kiếm anh hí mọi người. Nó đi kiếm ông hí. Nó chạy lại sợ nó kiếm anh hí. Sao kéo hí đây chơi hả? Ủa nó nó. Trời ơi nó nghe đi chơi. Nghe đi chơi xong rồi nó quay qua lại thấy nó mất tiêu, nó thấy nó mất tiêu xong rồi nó lăn xăng vậy đó. Trời ơi móng này thiệt luôn á anh Hí. Bây giờ anh Hí thử đi trong phòng đi, vô phòng không có anh Hí rồi nó sao, đi vô phòng đi làm lại đi. Nhỏ này thiệt luôn á, đi chơi sao này không biết đâu vậy sao này. Đứng chờ không, gọi không có ba Hí sao đi chơi được, ông đâu chở mình đi ra sao này, sao này. Nó mất đi lắm rồi đó. Sao nè, sao này, sao này, mày nghe mày kêu nè. Ờ đi chơi, đi chơi rồi 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 đó, người tưng vậy đó. Sao này, phải có ba Hí mới chơi được, ổng đâu, kêu ổng ra đây. Kêu kéo Hí ra đây, kéo Hí ra đây, có ba Hí mới chơi được. Trời ơi, con gà đó. Sao này nó hay lôi lắm mọi người. Đó là quay ống kịp luôn á. Đó, quay ống kịp luôn đó. Bây giờ bà ông trốn rồi hả? Đi chơi bà Hí ơi. Rồi đi chơi lăn xăng. Cái lăn xăng thấy rõ luôn mọi người. Nó chạy vô kiếm bà Hí, kéo bà Hí ra. Mỗi lần mày hỏi anh Hí đâu là nó chạy vô. Nó cắn cái tay Hí kéo vậy đó. Sao này, sao này, đưa ba Hí cho mày đi chơi, đưa ba Hí qua đây, đưa ba Hí qua đây nè. Rồi đó, đưa ba Hí cho mày, rồi đưa ba Hí cho mày đi chơi ha, rồi đi chơi ha, rồi đi chơi. Sao sao này hả, con lên được tới xe là con im rồi đó hả? Rồi lên lấy xe mặc thiêu thiêu mọi người đó, nói tới đó mày nói gì con, mày nói gì con, nói cô chú coi sao này nè. Hồi nãy ngoài xe nó còn buồn, ở dưới đây giáo giác hết trơn kìa. Nó vẫn chưa thấy mình đâu mọi người, vẫn chưa phát hiện ra mình đâu. Nên nó phát hiện ra mình đâu nha. Rồi rồi thế mà vậy, thế mà vậy. Đi, đi ngơ ngác, không thấy má mày. Thấy bả rồi, ba Hí, ổng bả đây nè. Good girl. Đó, nó vô đây cái mặt nó tươi hẳn luôn, cô chú ơi, sao đây. Sao đây. Hả ngon, thấy mì đó hả?
cái mặt đó kìa, cái mặt vui vậy đó, con đi chơi vui vậy đó hả? Rồi thấy bả nhìn vào là không bị bà bị đâu mà đi đây trước mà để hai ba con tôi đi kiếm bà. Rồi xe này xa nó có mấy phút mà mọi người giống như là xa lâu lắm vậy á. Thế này mừng cơ. Xa đây ngồi mày không? Thế này có biết? Thế này ngồi mày nè. Xin chào con. Nó ra ngoài đường chơi mặt nó vui dễ sợ chứ, vui hẳn luôn nè. Ai đi ngang nó cũng dòm hết trơn á. She's very active right now. That's right. Sunny, sit down. Oh, well, hi. Hi. You love attention, don't you? Yes, you do. You're a pretty girl. And what? You're so pretty. Thank you. Trời ơi, nó ngồi đây mà giống như là ai đụng nó giống như người thân người quen lâu năm gặp lại. Trời trời, con nhỏ này mắc cỡ luôn, vừa vừa con. Được cái mò này là pet friendly mọi người, nhưng mà xin được thấy ngoan. Tên này mà lấy nhau nó gọi tưng quá là họ bị đuổi ra ngoài đó con. Tên này, con muốn chơi con phải ngoan ha, con mừng người tưng quá họ có bị đuổi ra ngoài bây giờ. Nghe, tại con bự người ta đi không lắm. Con nhoi quá à, ai đi ngang cũng giỡn vậy. Đó. Cái mặt nhìn theo kiểu nựng tôi đi, nựng tôi đi. Ai đi ngang nó cũng quái đầu lại nhìn theo á, có ai đựng con không? Trong cái người đựng đó mọi người, trời ơi. Ba má nhà đựng yêu thương con chưa đủ trên này, cái đường con vậy đó trên này. Cứ mỗi lần dẫn Sunny đi vô trong mo, anh ấy dẫn nó là nó đi vài bước nó sẽ ngoái đầu lại nhìn mình. Coi mình có đi sau lưng nó không mọi người, đó thấy không? Nó đi vài bước nó sẽ ngoái đầu lại kiểm tra coi bà má có đi sau lưng con tiếp không. Kiểu liếc mắt nhẹ cái vậy thôi à. Đây nè, đó liếc nhẹ coi bà má có đi sau lưng con không. Bây giờ mình thử nha, mình sẽ kiếm cái biển quảng cáo hay là cái góc nào đó mình đang đi, mình núp vô coi Sunny nó làm sao nha mọi người. Nhiều khi nó không chịu đi nữa, anh ấy kể mình vậy đó. Bây giờ mình thử nha, núp thử vô cái góc này nghe, canh quay nó coi nó làm sao nha mọi người. Đó, nó vẫn đi bơi kìa, nó vẫn chưa có hay đâu đó. Một hồi đó ngoái đầu lại, đó vừa ngoái đầu lại thấy mình nó mất tiêu, đứng ngơ ngác kìa. Anh ấy muốn kéo nó đi tiếp mà đâu chịu đi đâu mọi người. Khúc này nó không chịu đi nữa mà nó ngơ ngác kìa. Ủa, nó mày nó mất tiêu rồi. Cái mặt nó mất cười mọi người, kiểu không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Ngơ ngác nó chịu đi nữa, ngoài ông nó thấy ủa mày đâu. Tên này nó không chịu đi nữa, nó có quay lại nó thấy mình nó không chịu đi nữa. Đâu rồi? Đi dẫn nó qua đây. Nó kiếm mình đâu mọi người, nó không mì đâu. Không thấy bả nữa, nó kiếm bả, tội nghiệp không? Nó cứ đi hai bước nó qua đây dầm mình, hai bước qua đây dầm mình á. Nó không chịu đi nữa. Anh ấy kéo đi mà nó không chịu đi nữa. Nó đang giáo giác kiếm nó mì, ủa bả đâu rồi? Bà mới rộp đây mà. Mình núp về đâu thấy đâu. Thấy mà. Thấy mày ba lại bóng chụp bà. Thấy mày hả? Mà đâu bây giờ đi đâu vậy? Sao mà trốn tôi? Trốn con hả? Bà trốn thôi, giờ đi nè, rồi gặp bà đi ha. Đi con. Quay lại nó dòng. À, trốn nó cái này nha, trốn nó cái ra thì trốn không có mặt. Thì nó chưa phát hiện ra, nó rồi nó phát hiện ra đó. Nó phát hiện ra ở vì đâu? Đâu, bả đâu rồi? Nó giáo giá nó kiếm mình đó mọi người. Thường á, những lúc vậy là nó lại thấy kéo đi mà nó không chịu đi nữa, có vụ nó mới chịu đi. Nó giờ mới kiếm nó mì á, núp trên cái tường đâu thấy đâu. Sit down. Sao này sit down con? Good girl. Con có đợi mày không dạ? Hả, à, con có đi đợi mày không dạ? Con phải đợi mày nha. Con đợi mày nha, qua lại kiếm mày đúng không? Good girl. Trời ơi, như thế này. Lại gần nó có vậy nè mọi người. Lại gần nó kiểu má mày xin bà đi, mình lúc tôi. Dạ, tôi lúc nó căng bà luôn nè.
tới chừng lên xe là bà biến sắc liền à, cái mặt hả chiêu 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 rồi chuẩn bị phiêu phiêu á, muốn đi ngủ rồi đó. Đó là niềm vui cuối tuần của Sunny đó cô chú. À, cuối tuần mới mẹ chở đi chơi vòng vậy đó, nó rất là khoái luôn. Tối nay Sunny ngủ ngon, ngủ thẳng một giấc tới sáng luôn cho coi.